Phượng xin cảm ơn quý vị để tiếp tục. Kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Mẹ Nấm nhân dịp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến thủ đô Hoa Kỳ vận động cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam và gặp gỡ thân mật cùng đồng hương vùng Hoa Thành Đốn. Chương trình do Nguyễn Thành Công thực hiện. Nhân dịp blogger Mẹ Nấm và Cháu Nấm đến vùng Hoa Thành Đốn tiếp xúc với giới lập pháp, hành pháp để cảm ơn chính giới Hoa Kỳ can thiệp cho cô ra khỏi ngục tù cộng sản và mưu cầu yểm trợ cho nỗ lực đòi hỏi tự do cho ngót 200 tù nhân lương tâm còn bị Cộng sản Việt Nam giam cầm. Trong đó cũng có bà Trần Thị Nga cũng bị bản án 9 năm xa lìa hai con nhỏ. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cháu Nguyễn Bảo Nguyên đã có một ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 để tiếp xúc với người Việt đồng hương. Và ngày 17 tháng 11 cũng đánh dấu đúng một tháng blogger Mẹ Nấm và gia đình đặt chân đến bến bờ tự do. Sau một ngày sinh hoạt với người Việt đồng hương, tại phòng tu hình của SBTN DC, bản tin Hoa Thượng Đốn, chúng tôi hân hạnh được Mẹ Nấm không quản ngại mệt nhọc chia sẻ đến quý vị khán thính giả những cảm nhận của cô sau những cơ hội tiếp xúc với đồng bào vùng Hoa Thượng Đốn hôm nay. Trước hết, xin kính chào blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dạ, xin kính chào anh Công và xin kính chào quý khán thính giả đài SBTN. Xin cô cho biết là cô đã có những dịp gặp gỡ nào với người Việt đồng hương trong ngày thứ Bảy, 17 tháng 11 hôm nay thưa cô? Dạ, sáng nay thì Quỳnh có đi thăm các em, thăm cha xứ và thăm các em bên nhà thờ. Và sau đó là đi thăm trường Việt ngữ Thăng Long. Và sau đó là có một buổi tiếp xúc với đồng hương. Thưa cô, trong những sinh hoạt gặp gỡ với đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn thì điều gì đã mang đến cho cô một cái cảm nhận mà mạnh mẽ nhất trong những dịp tiếp xúc với người Việt đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn thưa cô? Và kể cả cháu Nấm nữa. Dạ. Quỳnh cảm thấy rằng là mọi người đã rất là yêu thương cả gia đình Quỳnh. Không chỉ bản thân Quỳnh mà còn quan tâm đến cả mẹ Lan và cả Nấm và Gấu. Cái cảm giác đó Quỳnh nghĩ giá như hôm nay có mẹ Quỳnh ở đây thì có lẽ mẹ sẽ cảm nhận được rằng là bây giờ thì cả gia đình mới cảm nhận được cái này gọi là tình đồng hương. Tại vì trước giờ mình chưa có đi ra khỏi Việt Nam, cũng không có cảm giác quê hương. Thì bây giờ là bị xa quê hương trong cái tình trạng này thì đây mới là thấm thía thế nào là tình đồng hương. Và sự chào đón rất nồng ấm của mọi người làm cho Quỳnh cảm thấy Quỳnh giống như một đứa em, một người con, một người cháu, cũng một cái gia đình đang được tất cả mọi người trong cái đại gia đình lớn mở rộng vòng tay. Thì nó thực sự là làm cho Quỳnh cảm thấy Quỳnh và gia đình rất là may mắn vì luôn được mọi người quan tâm và yêu thương như vậy. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Như Quỳnh có nhắc tới là như Quỳnh và cháu có đến thăm trường Việt ngữ Thăng Long, là nơi mà vào mùa Giáng sinh năm ngoái các em đã viết thiệp, viết thơ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump can thiệp để mà Mẹ Nấm được có được những ngày Giáng sinh với hai con nhỏ. Thì ngày hôm nay khi mà được tiếp xúc với quý vị phụ huynh, thầy cô rồi mấy cháu, thì Mẹ Nấm và cháu Nấm cảm thấy như thế nào? Dạ, thật sự thì khó diễn tả cái cảm giác lúc đang ở trường Việt ngữ Thăng Long, bởi vì mọi người cho Quỳnh thấy rằng là Việt Nam đó là một hai cái chữ rất là thiêng liêng trong lòng mỗi người xa quê ở đây. Bởi vì cái cách mọi người gìn giữ, mọi người nuôi dạy con, cháu của mình, cách là gìn giữ tiếng Việt, mặc dù nó rất là cực khổ vì cách của các con phát âm rồi cách các con bày tỏ bằng ngôn ngữ tiếng Việt đó, nó là một cái điều quá khó khăn với các con vì các con không có môi trường. Nhưng mà nó làm cho Quỳnh nghĩ rằng là tận sâu trong, thâu thẳm bên trong những người Việt yêu tự do đang sống ở nước ngoài thì đồng bào mình vẫn đang luôn tiếp tục nuôi dưỡng những cái giá trị văn minh, nhân bản để cho những người trong nước thấy rằng là cái sự tốt đẹp của người Việt Nam nó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt bởi chính sách giáo dục, bởi những con người cộng sản hết.
Thưa cô, có một lần cô tuyên bố là cái sự đấu tranh của cô là chỉ mong cho một tương lai được trọn vẹn hơn đối với con cháu của mình trên đất nước Việt Nam. Thì bây giờ cháu Nấm, cháu Gấu đã qua đến được một xứ sở tự do. Thì cô có cái hy vọng gì cho tương lai với cháu Nấm, với cháu Gấu ở nước ngoài? Và bên cạnh đó thì cô mang tới vẫn có một niềm ưu tư gì cho một cái thế hệ tương lai của Việt Nam đang vẫn còn ở lại với nghe là ngục tù cộng sản, thưa cô? Dạ, thưa anh Công, cái Quỳnh muốn nó tương lai cho Nấm và Gấu, lúc đầu khi mà tham gia dấn thân tranh đấu, Quỳnh muốn là Nấm và Gấu nó có cái môi trường trong lành và tự do ở ngay chính Việt Nam. Chứ tự do mà phải sống xa quê hương, nó không phải là thứ tự do mà Quỳnh mong đợi. Chính vì như vậy, cái tự do này của Quỳnh nó chỉ là một cái niềm vui gói gọn trong khuôn khổ gia đình. Cái còn lại, cái phần ở lại của mình, Quỳnh tin chắc là những anh chị em, những cô chú bác mà Quỳnh đã gặp hôm nay vẫn đang khao khát, đang trăn trở. Thì đó là tự do thực sự cho người Việt Nam, cho bà con, họ hàng, dòng họ của mình, cho người Việt Nam được nói, được lên tiếng nói của mình, được bày tỏ cái chính kiến của mình mà không bị e ngại, không phải e ngại là bị đàn áp. Tự do được nhìn thấy một nước Việt Nam độc lập, tự cường và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không bị xâm lấn, không bị thôn tính bởi Bắc Kinh. Nó là một cái khát khao mà Quỳnh nghĩ đã có nhiều thế hệ tiếp tục nuôi dưỡng. Thì ngày hôm nay với những gì Quỳnh chứng kiến, thì Quỳnh tin rằng là Việt Nam sẽ không có dễ dàng bị xóa sổ như là cái chính sách mà nhuộm đỏ của Bắc Kinh. Thưa cô, như vậy thì xin cô có một cái nhận xét về hai phương cách giáo dục ở hải ngoại nơi đây cũng như là so với trong nước. Một đơn là ở cái sự tình nguyện và ở cái tâm của bậc phụ huynh, các quý thầy cô đối với các em, một bên là có sự chỉ đạo, và nhưng mà dưới hai môi trường khác nhau giữa tự do và cộng sản, thì thưa cô thấy cái sự khác biệt đó như thế nào? Dạ, như sáng nay ở trường Việt ngữ, mình có hỏi các con là tụi con có bao giờ tưởng tượng ra được là tụi con phải viết là tập làm văn về ông Lincoln mà tụi con phải rưng rưng khóc khi nói về ông đó không? Thì mấy con ở dưới, mấy con cười ồ lên, tại vì mấy con không bao giờ tưởng tượng ra được một cái khái niệm như vậy. Cho nên cái đó là cái cách Quỳnh muốn các con ở bên Mỹ biết rằng là tụi con được thụ hưởng sự tự do thật sự. Và các bạn còn lại ở Việt Nam á, theo một cái tiêu chuẩn giáo dục mà Việt Nam đưa ra là trẻ 5 tuổi phải nhận biết ảnh Bác Hồ và phải yêu kính ảnh Bác Hồ. Thì như Nấm và Gấu hồi ở Việt Nam, đúng nó có nhận ra Bác Hồ, nhưng với Nấm và Gấu thì Hồ Chí Minh chỉ là một cái ông ở trên tờ tiền, vậy là hết. Nó tùy thuộc vào cái ước muốn và cái khát vọng và cái cách mà cha mẹ muốn con cái mình thụ hưởng cái kiến thức nữa. Cho nên cái cách các con ở bên Mỹ thì có được cái nền tự do thực sự, nhưng mà vì những cái khao khát của người lớn cũng khiến cho các con đâm ra hơi hơi bối rối về quê hương. Tại vì đối với các con là đây mới là quê hương, nơi các con sinh ra mới là quê hương. Nhưng mà khi hồi sáng lúc mà nói cho các con biết, trong lòng các con có, trong người các con có máu của Việt Nam á, thì thấy nhiều 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 bạn suy nghĩ một chút, chắc có lẽ hồi giờ bố mẹ không có nói rõ bằng tiếng Việt như vậy. Cho nên Quỳnh nghĩ cái việc giáo dục con cái á, của anh chị em phía bên ngoài, nó mang nhiều sứ mạng, nó nặng nề hơn là những người trong nước. Nếu mà người trong nước chỉ có dạy cho con sống tốt, có đủ kiến thức, thì ngoài này lại còn phải dạy cho con cái sự thao thức về quê hương nữa. Nhưng ở bên ngoài với sự tự do và cái môi trường độc lập như vậy thì trẻ con ở bên ngoài nó tự tin và độc lập hơn là cái mình có thể thấy rõ nhất. Yeah. Cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, cuộc chia sẻ của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xin được tạm ngưng nơi đây. Ngày mai, Mẹ Nấm và Cháu Nấm lại tiếp tục hành trình đi lên New York để nhận giải nhân quyền do Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao tặng.
xin kính chúc blogger Như Quỳnh được hoàn mãn ý nguyện trong suốt chuyến đi còn lại. Và cũng xin kính chúc bà ngoại, mẹ Nấm và hai cháu Nấm và Gấu sớm được ổn định và được nhiều hạnh phúc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Dạ, xin cảm ơn anh Công và xin cảm ơn sự yêu thương, quan tâm của đồng bào và của quý khán giả. Xin cảm ơn.